Những loại thực phẩm tế bào ung thư chỉ muốn bạn ăn nhiều hơn, biết mà bỏ sớm, cả đời không lo bệnh tật. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, ngày nay ung thư là một căn bệnh rất phổ biến và có thể phát triển âm thầm trong cơ thể bất cứ ai, kể cả những người khỏe mạnh nhất. Một trong số những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư chính là nguồn thực phẩm không lành mạnh mà chúng ta nạp vào cơ thể hàng ngày. Sẽ rất bất ngờ khi nhiều loại đồ ăn thông thường lại nằm trong top những thực phẩm gây ung thư dưới đây và thậm chí có thể gây ung thư ác tính. Đó là những loại thực phẩm nào? Hãy cùng chương trình theo dõi ngay sau đây. Những loại thực phẩm tế bào ung thư chỉ muốn bạn ăn nhiều hơn, biết mà bỏ sớm, cả đời không lo bệnh tật. 1. Thực phẩm biến đổi gen. Thực phẩm biến đổi gen còn được biết đến với tên gọi là GMO. Chúng là những loại thực phẩm được thay đổi cấu trúc gen nhờ vào sự tác động của con người nhằm mục đích nâng cao năng suất, sản lượng. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh biến đổi gen và những hóa chất được sử dụng để phát triển cho các thực phẩm này có tác động đến khối u, làm chúng lớn lên nhanh chóng. Tuy nhiên, thực phẩm biến đổi gen thường xuất hiện ở khắp mọi nơi, kể cả hầu hết những loại thức ăn được làm từ ngô thông thường, đậu nành và cải dầu. Hãy là một người tiêu dùng thông minh để tránh nguy cơ mắc ung thư bằng cách chọn mua những loại sản phẩm được chứng nhận hữu cơ và xác nhận không biến đổi gen. Nên dùng những loại thực phẩm được sản xuất một cách tự nhiên mà không cần qua công nghệ sinh học trồng tại địa phương nơi bạn sinh sống. 2. Thịt đã qua chế biến. Những sản phẩm thịt qua chế biến nhiều nhất bao gồm những loại thịt nguội, thịt sông khói, xúc xích thường có chứa chất bảo quản hóa học làm chúng luôn tươi và hấp dẫn. Nhưng đây cũng là tác nhân gây nên ung thư. Hàm lượng muối nitrit và nitrat trong thịt đã qua chế biến có liên quan đến việc tăng đáng kể nguy cơ đại tràng và những hình thức khác của bệnh ung thư. Vì vậy mà hãy chắc chắn chọn những sản phẩm thịt không có nitrat. Tốt nhất là sử dụng thịt khi còn tươi sống trong bữa ăn gia đình của mình để phòng ngừa bệnh tật. 3. Bỏng ngô. Là đồ ăn vặt vô cùng hấp dẫn và thuận tiện, nhưng những túi bắp rang trong lò vi sóng nóng có chứa những hóa chất liên quan đến nguyên nhân gây ra ung thư vô sinh, ung thư tinh hoàn, ung thư tuyến tụy và ung thư gan. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, EPA đã công nhận các axit perfluorooctanoic là PFOA trong bỏng ngô rang ở lò vi sóng có khả năng gây ung thư. Tương tự vậy, các hóa chất diacetin được sử dụng trong bỏng ngô còn có liên quan đến tổn thương và ung thư phổi. 4. Đồ uống có ga. Giống như những loại thịt đã qua chế biến, nước có ga đã được chứng minh là một trong những tác nhân gây ra bệnh ung thư. Chứa quá nhiều đường và những hóa chất dùng trong thực phẩm và chất tạo màu, nước ngọt có thể axit hóa cơ thể, gây lão hóa và ung thư nhanh chóng. Một số hóa chất dễ gây ung thư có mặt trong những loại đồ uống đã được tìm thấy là caramel màu và dẫn xuất 4-methylrimetarazine của nó, 4MI. 5. Đồ ăn đồ uống trong chế độ ăn kiêng. Nhiều người tìm đến với chúng với mục đích giảm cân, song thực chất sử dụng nhiều những sản phẩm chứa chất ngọt nhân tạo thường xuyên lại khiến họ tăng cân nhanh chóng và dễ đối diện với nguy cơ ung thư. Thậm chí, chúng còn tệ hại hơn đồ uống có ga thông thường về mức độ gây ung thư nhanh chóng. Một đánh giá khoa học gần đây cho thấy rằng aspartamin, một trong những chất làm ngọt nhân tạo phổ biến nhất, có thể gây ra những loại bệnh bao gồm dị tật bẩm sinh và ung thư. Sularosin, sperandan và saccharin và nhiều những chất làm ngọt nhân tạo khác cũng có thể là nguyên nhân gây ung thư hàng đầu. 6. Bột mì tinh chế. Bột mì tinh chế là một thành phần phổ biến trong những loại thực phẩm chế biến như bánh ngọt, bánh mì. Nhưng hàm lượng carbon hydrate dư thừa của nó là một mối quan ngại lớn. Một nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Cranker Epidemiology đã phát hiện ra rằng thường xuyên tiêu thụ carbon hydrate tinh chế
có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ lên đến 220%. Thức ăn giàu đường nhìn chung là đều có khả năng làm tăng mức đường huyết trong cơ thể, từ đó trực tiếp làm tăng trưởng và lây lan tế bào ung thư. 7. Đường tinh chế. Tương tự với những loại đường tinh chế thì chúng có xu hướng làm tăng vọt mức insulin và thúc đẩy sự phát triển của những tế bào ung thư. Và kể từ khi bánh quy, bánh ngọt và nước trái cây, nước sốt, ngũ cốc, những mặt hàng thực phẩm chứa nhiều đường tinh chế xuất hiện ngày càng phổ biến thì tỷ lệ ung thư và những tổn hại khác về sức khỏe đã gia tăng nhanh chóng. 8. Trái cây không rõ nguồn gốc. Nhiều người nghĩ rằng ăn táo, nho, cam họ mua bên ngoài rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng sẽ rất bất ngờ nếu họ biết đây là phần nhiều của những loại trái cây bẩn. Trừ những loại trái cây có nguồn gốc hoàn toàn hữu cơ hay được xác nhận không có thuốc hóa học, thì những loại trái cây trôi nổi ngoài thị trường có khả năng tiềm tàng gây ung thư. Nhóm công tác môi trường EWG đã phát hiện ra 98% những nông sản thông thường, đặc biệt là những loại hoa quả đã được tìm thấy có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất hóa học vượt mức cho phép. 9. Cá hồi nuôi. Cá hồi là thực phẩm có nguy cơ gây ung thư khá cao. Theo tiến sĩ David Carpenter, giám đốc Bệnh viện Y tế và Môi trường tại Đại học Albany, theo đánh giá của ông, cá hồi nuôi không chỉ thiếu vitamin D mà chúng còn bị nhiễm với hóa chất gây ung thư. PCBS, polychlorinated bisphenol, chất chống cháy, thuốc trừ sâu và thuốc kháng sinh. 10. Các loại dầu hydro hóa. Loại dầu này thường được sử dụng để bảo quản thực phẩm chế biến và giữ cho những mặt hàng sử dụng trong thời gian dài nhất định. Tuy nhiên, những loại dầu hydro hóa làm thay đổi cấu trúc và tính linh hoạt của màng tế bào khắp cơ thể, có thể dẫn đến một loạt những bệnh suy nhược như ung thư. Một số nhà sản xuất đang dần loại bỏ việc sử dụng loại dầu hydro hóa và thay thế chúng bằng dầu cọ cùng với sự lựa chọn thay thế khác an toàn hơn. Nhưng chất béo không bão hòa vẫn được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm chế biến. 11. Dưa cà muối. Dưa cà muối hay những món ăn lên men như kim chi đều có thể gây ung thư nếu bạn không biết làm ăn và ăn sao cho đúng cách. Có nhiều người thích ăn những món ăn này khi nó chưa được lên men kỹ, không quá chua, vẫn còn vị hăng hăng, cay. Thực tế thì cách ăn như vậy mới chính là nguồn cơn gây ung thư cho bạn. Bởi vì trong dưa cà muối sổi và hàm lượng nitrit chuyển thành nitrat sẽ kết hợp cùng với những axit amin trong thực phẩm thường ăn như thịt, tôm, cá, nhất là mắm tôm, sẽ chuyển thành nitrosamin, một chất có khả năng gây ung thư dạ dày. Hơn nữa, trong đồ ăn lên men này còn có chứa rất nhiều vi khuẩn, nếu không được bảo vệ kỹ để lên men quá lâu. Vì sức khỏe của bạn và gia đình, hãy hạn chế những món ăn gây ung thư này đi nhé. 12. Đồ nướng, đồ cháy gây ung thư. Những món nướng là món ăn yêu thích bởi mùi vị rất thơm ngon. Nhưng bạn cũng nên hạn chế món ăn này đi nhé, vì nó cũng là một trong những loại thức ăn gây ung thư hàng đầu đấy. Khi thịt bò, lợn, gia cầm và cá được nướng ở nhiệt độ cao sẽ cách trực tiếp trên ngọn lửa, sinh ra những amin dị vòng và những hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng có khả năng gây ra đột biến gen. Và đây chính là nguyên nhân loại thực phẩm này gây nên ung thư có thể là chính xác. Đồ nướng, nhất là phần thịt bị cháy khét thì có nguy cơ gây ung thư ruột, dạ dày, thận và bàng quang. Không những thế mà nó thực sự không tốt cho sức khỏe của nam giới nếu ăn thường xuyên. Để đánh giá mức độ nguy hiểm của thịt nướng cháy đem lại thì bạn biết rằng những nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng axit amin dị vòng và hydrocarbon thơm trong 0,9kg thịt tương đương với hàm lượng benzofuranin, một chất gây ung thư cao có trong 600 điếu thuốc lá. Thực sự đáng sợ phải không? Vì vậy, hãy hạn chế ăn món nướng ngay đi bạn nhé. Nếu muốn ăn món này khi chế biến nướng thịt
thì bạn cần phải chú ý. Không nướng trực tiếp thịt trên ngọn lửa hoặc bề mặt kim loại. Không nướng quá lâu, có thể sơ chế qua trước khi nướng. Bỏ phần mỡ trước khi nướng thịt, bởi phần mỡ sẽ được nướng ở nhiệt độ cao, hình thành nên carbon hydrate thơm. Không ăn phần thịt bị cháy đen, cũng như rửa sạch chúng nếu còn bám trên khay vì nướng. 13. Dầu ăn gây ung thư. Nhà nào cũng cần phải đến dầu ăn cho những món chiên xào hay kể cả những món ăn salad trực tiếp. Vậy mà đây lại là loại thực phẩm có thể gây ung thư. Những loại dầu thực vật nhiều omega 3, omega 6 được quảng cáo rất có nhiều lợi ích cho tim mạch. Nhưng nó chỉ đúng nếu bạn có thể trực tiếp ăn trong món salad. Bởi những loại dầu này có chứa nhiều carbon hydrate chưa no, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, nhất là những món chiên rán, sẽ sinh ra hợp chất aldehyde gây ung thư cao cho cơ thể. Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng dầu chiên đi chiên lại sẽ gây mức độ di căn cao hơn gấp hàng nghìn lần so với dầu sử dụng một lần. Vì vậy, hãy sử dụng dầu ăn đúng cách, bạn sẽ không phải lo ngại về nguy cơ gây ung thư tiềm tàng nữa. Sử dụng dầu ô liu, dầu bơ cho những món ăn chiên rán hay mỡ lợn vì nó có chứa carbon hydrate no, không bị phân hủy khi tiếp xúc ở nhiệt độ cao. Sử dụng những loại dầu thực vật như dầu hướng dương, dầu đậu nành cho món ăn salad, ăn trực tiếp. Không chiên đi, chiên lại nhiều lần. 14. Phụ gia thực phẩm gây ung thư. Chất phụ gia là những chất được thêm vào thực phẩm để bảo quản, cải thiện mùi vị và bề ngoài của sản phẩm. Các chất phụ gia có thể là nguồn gốc từ thiên nhiên, tổng hợp hay bán tổng hợp. Một số chất phụ gia thực phẩm gây ung thư bạn nên tránh xa. Chất bảo quản natri benzat trong hầu hết những loại thực phẩm giúp kéo dài thời gian sử dụng cho sản phẩm. Chất làm ngọt nhân tạo có trong đồ uống đóng chai, bánh kẹo. Muối diêm, natri nitrat, đây là một chất gây ung thư hàng đầu có trong những loại thịt, xúc xích để bảo quản chúng được lâu hơn. 15. Đồ ăn chiên xào. Bất cứ loại đồ ăn chiên xào nào cũng đều phát sinh ra độc tố ancyramidin, một chất gây ung thư. Nhưng ngũ cốc thì sinh ra nhiều ancyramidin nhiều hơn, mà trong đó khoai tây lại là loại thực phẩm sinh ra chất này nhiều nhất. Asparaginin thường có tác dụng với nhau khi nhiệt độ cao. Nếu chiên xào món ăn thì ancyramidin là sản phẩm phụ được sinh ra. Asparagin và đường có mặt trong hầu hết những loại thực phẩm, nhưng trong tinh bột mà nhất là khoai tây là nhiều hơn cả. Vì thế mà khi chiên xào sẽ có nguy cơ gây ung thư nhiều hơn. Đặc biệt, khoai tây khi tích trữ trong tủ lạnh sẽ bị phân cắt thành nhiều đường. Vì thế mà chiên xào những củ khoai tây trong tủ lạnh sinh ra nhiều chất gây ung thư hơn. Những thực phẩm vàng tiêu diệt tế bào ung thư. 1. Cà tím, vị thuốc đông y hiệu quả. Trong nhiều phương thuốc của đông y và dân gian thường dùng cà tím. Có nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng cà tím có khả năng giảm thiểu ung thư. Một khoa học đã thử nghiệm chiết xuất của một chất độc từ cà tím và phát hiện ra rằng có thể dùng để chữa ung thư dạ dày và ung thư cổ tử cung. Trong cà tím có chứa solanin, cucurbitacin, stachyrenin và alkaloid khác. Mà cucurbitacin và solanin từng được chứng minh là có khả năng chống lại ung thư. Thế nên nếu sử dụng đúng cách thì thân cà tím, rễ cà tím đều là những vị thuốc chữa bệnh tốt. Trong những sách y học cổ đại có ghi chép, dùng cà tím có thể điều trị những khối u. Cà tím cũng rất giàu dinh dưỡng, ngoại trừ lượng vitamin A và vitamin C thấp. Những loại vitamin và khoáng chất khác có mức độ tương đương với cà tím. Thậm chí là lượng protein và canxi còn cao gấp 3 lần so với cà chua. 2. Khổ qua, loại thuốc dân gian quen thuộc. Khổ qua là vị thuốc thần kỳ họ Bầu Bí, nhưng vì vị đắng của nó mà nhiều người lại vội vàng tránh xa. Rinzin Ren, một nhà y học vĩ đại thời Ming đã gọi nó là loại bí hạng nhất.
Đây là một loại bí có khả năng chống ung thư rất quý hiếm. Y học phương Tây thậm chí còn chứng minh rằng sở dĩ khổ qua có tác dụng chống ung thư là vì nó có một loại protein giống như quinin. Loại protein này khi hoạt động có thể kích hoạt những tế bào miễn dịch. Hạt khổ qua có thể ức chế sự bài tiết ra prostaglandin của tế bào khối u, do đó mà ức chế sự xâm lấn và di căn của tế bào ung thư. 3. Rong biển. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, rong biển có thể ngăn ngừa ung thư vú và khối u tuyến giáp. Trong rong biển có nhiều iốt có thể ngăn ngừa bệnh bướu cổ, là thực phẩm mà được những bà nội trợ ưa chuộng. Trên thực tế, rong biển còn có nhiều chức năng quan trọng khác, chẳng hạn như tiêu diệt hoặc ức chế chọn lọc những vi khuẩn gây ung thư trong ruột. Chiết xuất từ rong biển có thể ức chế trực tiếp những tế bào ung thư khác nhau. 4. Khoai lang. Khoai lang được xem là thực phẩm chữa bách bệnh nhưng ít người biết đến nhất. Theo nghiên cứu, khoai lang có thể giúp kéo dài tuổi thọ, giúp giảm cân và chống lại ung thư. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra trong khoai lang có một chất có tên gọi là dihydropyrimidoxantoan có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của ung thư ruột và ung thư vú. 5. Bí đỏ. Người Mỹ thường ăn bí đỏ vào ngày lễ tạ ơn để bày tỏ lòng biết ơn với bí đỏ. Bí đỏ có thể ngăn ngừa bệnh béo phì, tiểu đường, tăng mỡ máu và tăng cholesterol trong máu. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng phòng chống ung thư rất hiệu quả. Hàm lượng vitamin A trong bí đỏ cao đến mức mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra thì bí đỏ rất giàu vitamin C, canxi cũng như một chất gây ức chế ung thư có tên gọi là tryptophan. 6. Cám, chất xơ chống ung thư tốt nhất. Tuy con người không ăn cám vì đây là thức ăn dùng trong chăn nuôi, nhưng khi quan sát kỹ, người ta sẽ phát hiện ra rằng nhờ ăn cám mà gia súc có da rẻ hồng hào, có bộ lông bóng mượt và có thể trạng khỏe mạnh. Dựa trên những thông tin bổ ích đó mà nhiều tổ chức ở phương Tây đã kêu gọi mọi người ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt và những loại thức ăn được chế biến từ ngũ cốc nguyên hạt. Thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt là thực phẩm được chế biến bằng cách nghiền hạt lúa mì. Những thực phẩm này là kho chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nó có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, tiểu đường, ngăn ngừa được tăng cholesterol trong máu và lipid trong máu, táo bón, chỉ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân gây ung thư từ ăn uống chiếm đến 70%. Vì thế, bạn nên tìm hiểu những thực phẩm gây ung thư, các loại đồ ăn, thức uống có hạn để tránh xa chúng từ bây giờ. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình tiếp theo.